Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Điều hòa Phúc Khánh. Điều hòa Kapper và điều hòa Nagakawa là hai thương hiệu điều hòa tầm trung đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng trong thời gian gần đây. Bạn đang phân vân không biết nên chọn điều hòa Kapper hay chọn điều hòa Nagakawa, hãy cùng Điện máy Phúc Khánh tìm hiểu hết ở video lần này để có thêm sự lựa chọn cho gia đình mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc điều hòa Kapper. Kapper là thương hiệu điều hòa khá mới tại thị trường Việt Nam. Nó được gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 3 năm 2016. Sau 4 năm phát triển, tính đến năm 2020 thì Kapper đã vươn lên đứng vị trí thứ 3 sau Daikin và Panasonic là ba thương hiệu bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Số liệu này chứng tỏ rằng máy điều hòa Kapper có chất lượng rất là tốt, đúng không ạ? Nó được rất là nhiều khách hàng tin dùng. Về thiết kế, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, máy điều hòa Kapper có thiết kế khá đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch, đúng không ạ? Tông màu trắng trang nhã giúp bạn có thể dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất. Trên dàn lạnh của máy điều hòa Kapper có đèn LED hiển thị ở chính giữa sản phẩm, giúp bà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt hoặc là quan sát nhiệt độ ngay cả khi ở không gian trong phòng tối. Chiếc điều hòa Kapper này thì có rất là nhiều công suất và giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng gia đình, ví dụ như là công suất 9.000 này, 12.000, 18.000 hoặc là 24.000. Bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Điều hòa Kapper cũng được trang bị rất là nhiều công nghệ hiện đại như là công nghệ tiết kiệm điện iSaving. Với công nghệ này, máy điều hòa Kapper sẽ giúp bạn tiết kiệm điện từ 30 cho đến 50% so với các máy điều hòa thông thường. Theo như các thí nghiệm của hãng đưa ra thì máy điều hòa Kapper chỉ tiêu thụ điện từ 4.000 điện tiền điện một đêm. Nhưng mà theo thực tế thì mình nghĩ là cái số điện này nó có vẻ hơi sai một chút, tại vì trong phòng thí nghiệm ấy, các điều kiện nó sẽ tốt hơn ở ngoài bên ngoài chúng ta thực tế. Tuy nhiên với các dòng điều hòa tầm trung mà có mức giá rẻ thì mình nghĩ là cũng khá là ok khi lựa chọn máy điều hòa Kapper. Ngoài khả năng tiết kiệm điện ra thì máy điều hòa Kapper còn được trang bị công nghệ làm lạnh nhanh Powerful. Khi kích hoạt chức năng này thì máy nén của máy điều hòa Kapper cũng như là quạt dàn lạnh sẽ hoạt động với công suất tối đa, giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ của phòng. Bạn sẽ không cần phải quá lo lắng mỗi khi có khách đến chơi nhà đột xuất hay là muốn làm mát căn phòng ngay sau khi mà mình bước chân vào. Điều hòa Kapper đến năm 2021 này thì đã chuyển sang toàn bộ sử dụng môi chất lạnh R32. Môi chất lạnh này rất là thân thiện với môi trường này, có hiệu suất làm lạnh cao, giúp an toàn với người sử dụng và hạn chế sự nóng lên của trái đất. Đây, cục nóng của máy có tức là thiết kế rất là nhỏ gọn và chắc chắn, đúng không ạ? Máy điều hòa Kapper thì được trang bị dàn tản nhiệt bằng đồng nguyên chất 100% các bạn nhé. Dàn tản nhiệt bằng đồng nguyên chất, điều này sẽ giúp gia tăng khả năng trao đổi nhiệt của máy này, giúp máy làm lạnh nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn. Ngoài ra, các cánh tản nhiệt, mình quay ở đây hơi tối nhé, các bạn thông cảm. Cánh tản nhiệt của máy điều hòa Kapper thì được phủ một lớp gold fin. Lớp này có tác dụng là chống ăn mòn, giúp hạn chế sự ăn mòn của các tác nhân thời tiết như là mưa này, axit hay là hơi muối. Nhờ đó mà tuổi thọ của máy sẽ được tăng lên rất là nhiều. Ngoài ra, màng lọc của máy thì cũng có khả năng lọc bụi hoặc là hạn chế các sự phát triển của vi khuẩn và rút virus, trả lại cho bạn bầu không gian an toàn, sạch khuẩn. Tiếp theo thì mình sẽ cùng tìm hiểu về chiếc máy điều hòa Nagakawa. Như các bạn có nhìn thấy đây, máy điều hòa Nagakawa có thiết kế khá là nhỏ gọn. Đây là mặt lạnh của máy ạ. Thiết kế này giúp là chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt ở mọi không gian, đúng không ạ? Thiết kế rất là nhỏ gọn, tông màu trắng, các đường nét của máy được bo tròn, hứa hẹn sẽ làm hài lòng bất kỳ vị gia chủ khó tính nào. Màng lọc của máy điều hòa Nagakawa thì được trang bị 3 lớp kháng khuẩn khử mùi, giúp gia tăng khả năng lọc bụi của máy. Đấy, trả lại cho bạn vào không gian trong lành, an toàn cho sức khỏe. Điều hòa Nagakawa thì hiện nay đang được bán trên thị trường có hai nguồn gốc xuất xứ, đó chính là Indonesia và Malaysia. Môi chất lạnh của máy thì cũng đang sử dụng là R410A và R32. Điều này sẽ giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn được loại ga mình mong muốn. Hai loại ga này thì có ưu điểm là ga 410 ấy, thì là môi ga hai thành phần. Có một số người thì vẫn rất là sử dụng ga 410 vì độ lạnh sâu hơn. Tuy nhiên, cái ga 410 ấy,
Thì trong quá trình sử dụng, nếu mà các bạn gặp sự cố thì mình phải xả hết đi, mình nạp lại từ đầu. Như thế này sẽ rất là phức tạp. Mua chất lạnh K32 thì sẽ dễ hơn và nó có hiệu suất làm lạnh cao hơn. Nhưng nó rất như là rất là thân thiện với môi trường. Điều hòa Lagawa thì được bảo hành chính hãng toàn bộ máy 24 tháng. Các bạn thấy đây. Điều hòa Lagawa thì cũng sử dụng dàn đồng các bạn nhé. Tuy nhiên về cánh tản nhiệt thì của nó sẽ dùng sử dụng công nghệ khác để chống ăn mòn. Đó chính là công nghệ phủ Bluefin. Các bạn có thể nhìn rõ không ạ? Đây, nó sẽ phủ một lớp màu xanh Bluefin. Cái chống ăn mòn này thì cũng có tác dụng như là Goldfin của Copper thôi. Nó giúp cho bạn hạn chế sự ăn mòn của các thời tiết. Trên đây là mình vừa đánh giá sơ qua về thiết kế cũng như là một số tính năng nổi bật của hai hãng điều hòa là Copper và điều hòa Lagawa. Về mức giá thì điều hòa Copper hiện đang có mức giá cao hơn so với điều hòa Lagawa một chút. Tuy nhiên mình nghĩ là với mức giá chênh nhau khoảng tầm 200 cho đến 300 nghìn thì nó cũng không là đáng kể. Tuy nhiên một số người thì lại đánh giá là điều hòa Lagawa chạy êm và mát sâu hơn so với điều hòa Copper. Đấy, cái này thực ra thì mình đang đánh giá theo các phản hồi của khách hàng thôi. Có thể là trong thực tế thì nó sẽ chênh lệch một chút. Tuy nhiên cả hai thương hiệu này mình nghĩ là rất là đáng lựa chọn ở trong phân khúc máy điều hòa tầm trung. Đấy, các bạn có thể suy nghĩ và nếu mà cần tư vấn hoặc hỗ trợ mua hàng thì vui lòng liên hệ theo số hotline 0988 995 838, 0904 755 838 hoặc truy cập website điện máy phúc khánh.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.